Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 tuần thứ 25 Tập đọc Sơn Tinh Thủy Tinh Đoạn 1 Hùng Vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần tên là Mỹ Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là sơn tinh, chúa miền non cao, còn người kia là thủy tinh, vua vùng nước thẳm. Đoạn 2. Hùng vương chưa biết chọn ai bèn nói: Ngày mai Ai đem lễ vật đến trước thì được lấy mị nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mau. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về. Đoạn 3 thủy tinh đến sau không lấy được mị nương đùng đùng tức giận cho quân đuổi đánh sơn tinh thủy tinh hô mưa gọi gió dâng nước lên cuồn cuộn nhà cửa ruộng đồng chìm trong biển nước sơn tinh hóa phép bốc từng quả đồi dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ thủy tinh dâng nước lên cao bao nhiêu sơn tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu cuối cùng thủy tinh đuối sức đành phải rút lui từ đó năm nào thủy tinh cũng dâng nước đánh sơn tinh gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào thủy tinh cũng chịu thua. Theo truyện cổ Việt Nam Chú thích và giải nghĩa Cầu hôn, xin lấy người con gái làm vợ Lễ vật, đồ vật để biếu, tặng, cúng Ván, tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên Nẹp hay đẹp, đồ đang bằng tre nứa để đựng thức ăn. Ngà, răng nanh của voi mọc dài, chìa ra ngoài miệng. Cựa. móng nhọn ở phía sau chân gà trống. Hồng mau, bờm ngựa. Tập đọc Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, gió Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày nắng, nóng. Gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên. Ngày nắng, gió tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Theo bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam ngày 29 tháng 9 năm 2002. Chú thích và giải nghĩa dự báo báo trước thời tiết tình hình mưa nắng nóng lạnh gió tây gió thổi từ phía tây lại nhiệt độ độ nóng lạnh gió đông bắc gió thổi từ phía đông bắc lại gió tây nam gió thổi từ phía tây nam lại tập đọc Bé nhìn biển Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời Như con sông lớn Chỉ có một bờ Bãi dằn với sóng Chơi trò kéo co Vì phò như bể Biển mệt thở rung còng dơ gọng vó định khiên sống lừng nghìn con sống khỏe lon ta lon ton biển to lớn thế vẫn là trẻ con theo trần mạnh hảo chú thích và giải nghĩa bể dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàng dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy. Còng, giống cua nhỏ, sống ở ven biển. Sống lừng, sống lớn, ở ngoài khơi xa. Chính tả, một, nghe, viết. Bé nhìn biển, ba khổ thơ đầu. Câu hỏi, mỗi dòng thơ có mấy tiếng? nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở. 2. Tìm tên các loài cá a. bắt đầu bằng ch mẫu cá chim. b. bắt đầu bằng tr mẫu cá trắm. 3. Tìm các tiếng a. bắt đầu bằng ch hoặc tr có nghĩa như sau em trai của bố nơi em đến học hàng ngày bộ phận cơ thể dùng để đi b có thanh hỏi hoặc thanh ngã trái nghĩa với khó chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi tập làm văn một đọc đoạn đối thoại sau nhắc lại lời của bạn hà khi được bố của dũng đồng ý cho gặp dũng hà cháu chào bác ạ à, cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn dũng bố dũng cháu vào nhà đi dũng đang học bài đấy hà cháu cảm ơn bác cháu xin phép bác 2. Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau. A. Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé. Ừ. Nói lời đáp. B. Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé. Vâng. Nói lời đáp. 3. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. A. Tranh vẽ cảnh gì? B. Sống biển như thế nào? C trên mặt biển có những gì d yeah. trên bầu trời có những gì